cuộc sống viên mãn tại Mỹ của ca sĩ Trường Vũ tuổi 58. Trường Vũ sinh năm 63 là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc vàng tại hải ngoại sau năm 75. Anh được mệnh danh là ông hoàng nhạc nghèo bởi những bài hát đầy ra diết, được thể hiện bằng giọng hát mộc mạc như đám cưới nghèo, nghèo mà có tình, không giờ rồi, thành phố buồn. Năm 2010, Trường Vũ lần đầu trở về Việt Nam tham gia biểu diễn tại một chương trình từ thiện lớn. Từ giữa năm 2016, anh thường xuyên về nước hoạt động nghệ thuật, không chỉ ca hát. Trường Vũ nhận lời làm giám khảo một số chương trình truyền hình và biểu diễn tại các thành phố lớn. Ở tuổi 58, Trường Vũ được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc. Trường Vũ lập gia đình khi anh đã 42 tuổi, sau 15 năm chung sống, vợ chồng nam ca sĩ có với nhau hai con trước đây trường vũ ít khi chia sẻ về gia đình trong một lần nhắc đến vợ anh thư anh tiết lộ cô là người hy sinh nhiều để anh có được ngày hôm nay trường vũ bày tỏ anh không muốn đưa vợ con vào showbiz để đảm bảo rằng cuộc sống của họ không bị xáo trộn song gần đây trường vũ cười mở hơn thoải mái đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình lên trang cá nhân anh còn có một kênh youtube để chia sẻ về cuộc sống đời thường bên gia đình tại mỹ hiện tại ngoài việc đi hát trường vũ dành thời gian chăm chút vườn cây tại nhà cùng các con nấu ăn Trường Vũ hay chia sẻ những video trên Youtube, anh trổ tài nấu những món đặc sản quê nhà, ghi lại không khí của gia đình trong những ngày lễ quan trọng. Trước khi có dịch Covid, anh thường đưa vợ con đi chơi mỗi khi có thời gian rảnh. Trường Vũ, ông Hoàng nhạc nghèo nhưng các xê không phải dặn vừa. Hay hát về phận nghèo khó, buồn tủi, Trường Vũ được khán giả phong ông Hoàng nhạc nghèo. Khác với nhiều nghệ sĩ luôn nhận mình đẹp trai xinh gái, Trường Vũ nói, xấu là thương hiệu của anh, nhưng trong mắt người hâm mộ, Trường Vũ lại mang vẻ đẹp vĩnh cửu. Điểm danh những bài hát về cái nghèo mà Trường Vũ thể hiện thành công như nghèo, thân phận nghèo, nghèo mà có tình, đám cưới nghèo, ngay cả những bài song ca bắt hủ của cặp đôi Trường Vũ như Quỳnh cũng dính dáng đến nghèo, tha nghèo mà biết mến thương nhau, còn hơn hạnh phúc đổi thay mau. Thương hiệu ông Hoàng nhạc nghèo thuộc về Trường Vũ, xem ra khó ca sĩ nào có thể cạnh tranh. Tuy hát về nhạc nghèo, cắt xe của Trường Vũ chắc chắn không phải giá con nhà nghèo. Anh vẫn là một trong những ngôi sao hải ngoại được trả các xe cao nhất hiện nay khi về nước biểu diễn. Nghe đồn Trường Vũ cũng không nhận show vặt, cũng phải có vài show trong nước anh mới chịu bay về cho bỏ. Trường Vũ thường xuyên đeo hạt xoàn, dùng thắt lưng dòng xa xỉ nhưng lại mang khuôn mặt buồn dầu lên sân khấu ca. Khi tôi sinh ra, mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay, lớn lên còn nghèo. Phan thường chọc Trường Vũ, giàu thấy bà nội mà cứ kêu nghèo, nhưng Trường Vũ phủ nhận mình giàu, anh từng chia sẻ khó khăn ở thị trường ca nhạc hải ngoại, sâu giờ tuần có tuần không, sống qua ngày thôi, giàu có thì không. Tuy nhiên một nhà văn MC nổi tiếng ở hải ngoại cũng đồng tình với fan Trường Vũ. Một lần dẫn chương trình về nhạc vàng, các nghệ sĩ than nghèo kể khổ trong ca khúc khiến khán giả rơi nước mắt. Nhà văn kiêm MC An ủi thượng đế, đừng có thương ca sĩ làm gì, họ giàu lắm đấy. Đã không chịu công nhận mình giàu, Trường Vũ cũng phủ nhận mình đẹp trai. Anh tự nhận. Tôi biết mình xấu mà, giờ làm cái gì cũng không đẹp lên được. Đó là lý do anh ngại thay đổi vẻ ngoài. Tại vì mình xấu tự nhiên nên không dám đòi hỏi nữa. Tự nhiên đi làm cái này cái kia, hay thay đổi kiểu tóc lại càng xấu nữa. Thôi tôi để vậy luôn cho nó xấu tự nhiên. Phan Trường Vũ nhất định không công nhận thần tượng của mình xấu. Trong mắt họ, ông Hoàng Nhạc nghèo không chỉ đẹp trai, mà còn phong độ so với thời trẻ tuổi. Trường Vũ bây giờ có da có thịt sang hẳn lên. Có người còn khen, Trường Vũ đẹp trai vĩnh cửu fan còn dùng app để tạo chân dung trường vũ khi về già và tung lên fanpage dành cho những người yêu thích giọng ca trường vũ. Kết quả là các fan đều chung quan điểm, ai rồi cũng sẽ già. Riêng trường vũ có già vẫn săn chắc phong độ. Chỉ có một ý kiến lại nhìn thấy tương lai trường vũ về già sẽ giống cố nhạc sĩ anh bằng người đã tạo ra người tình mùa đông phiên bản việt. Nếu không làm ca sĩ rất có khả năng trường vũ trở thành một diễn viên hài ăn khách. Những màn chào hỏi của Trường Vũ trên sân khấu thường khiến khán giả cười nghiêng. Sau ánh đèn sân khấu, ông Hoàng Nhạc Nghèo cũng hay diễn trò, có khi anh đóng vai ăn xin để xin tiền mỹ nhân làng nhạc hải ngoại. Trong cuộc sống đời thường, fan Trường Vũ chộp được nhiều khoảnh khắc gây cười của thần tượng. Và ở phi trường, ông Hoàng Nhạc Nghèo chẳng khác ông trùng trong phim Cảnh sát hình sự, đang alo chỉ đạo đàn em. Tuy không còn trẻ, nhưng lượng fan Trường Vũ vẫn đông và trung thủy. Họ thích Trường Vũ vì giọng hát, sự hài hước và vì sự trung thực, tôn trọng nghề của anh. Chia sẻ của ông Hoàng Nhạc Nghèo sẽ khiến nhiều ca sĩ trong nước phải giật mình nhìn lại. Tôi muốn về hát cho khán giả thật sự thưởng thức. Tôi thích hát live chứ không hát nhép. Hát phải có ban nhạc của mình. Chứ bỏ đĩa ra hát thì tôi không hát được. Sau rất nhiều năm, tên tuổi Trường Vũ cũng như Hoài Linh, Mạnh Quỳnh chưa bao giờ nguội. Danh ca Trường Vũ tự nhận mình là trai xấu, lên tiếng vì tin đồn bà xã ghen nên kìm kẹp ít cho đi biểu diễn. Trường Vũ sinh năm 1963 tại Vĩnh Châu, Bạc Liêu, tại một ấp nghèo toàn người gốc Hoa. Anh là con thứ năm trong gia đình có 6 người con gốc Triều Châu, Quảng Đông, Trung Quốc, đã sang lập nghiệp tại Việt Nam nhiều đời trước. Năm 83, anh rời Bạc Liêu và đến năm 84 định cư tại Mỹ. Tháng 7 năm 2010, Trường Vũ trở về Việt Nam lần đầu tham gia biểu diễn tại một chương trình từ thiện. Từ đó đến nay, danh ca Trường Vũ về nước nhiều hơn, nhận lời làm giám khảo một số chương trình truyền hình và biểu diễn tại các thành phố lớn. Trường Vũ được biết đến là một ca sĩ nói tiếng Việt, không thạo nhưng bằng tình yêu âm nhạc cháy bỏng và sự lao động nghệ thuật hết mình, anh đã khẳng định là mình là một tên tuổi được đông đảo khán giả người Việt yêu mến. Trường Vũ được đánh giá là giọng ca đặc biệt với dòng nhạc trữ tình, quê hương, với nhiều nhạc phẩm bất hủ như Đám cưới nghèo, nghèo mà có tình, Áo em chưa mặc một lần, vân vân. Chia sẻ về lý do về Việt Nam không thường xuyên bằng các ca sĩ hải ngoại khác, Trường Vũ cho hay, hồi xưa nhiều ca khúc của tôi không được thuận tiện trình diễn lắm, điều kiện về Việt Nam cũng khác, bây giờ mọi thứ cởi mở hơn, các ca khúc được duyệt cũng dễ hơn. Ngoài ra, lý do vì sao tôi không về, vì đối với tôi, tôi muốn về hát cho khán giả thật sự thưởng thức, tôi thích hát live chứ không hát nhép, hát phải có ban nhạc của mình, chứ bỏ đĩa ra hát tôi không hát được lý giải về việc hạn chế chạy show, trường vũ thừa nhận bản thân sống khép kín, ít khi chủ động quảng bá tên tuổi, nhưng may mắn được tổ nghề đãi nên công việc đi hát luôn thuận lợi. Đặc biệt gia đình là chỗ dựa vững chắc để anh có thể đi diễn nhiều nơi mà không lo lắng. Khi được hỏi có thông tin cho rằng do bà xã rất ghen nên không cho anh về Việt Nam, trường vũ tâm sự chắc không có đâu. Bà xã là người đã hy sinh rất nhiều để tôi có được ngày hôm nay. Nhiều người hỏi sao tôi không khoe vợ con, chính là tôi không muốn đưa vợ con vào showbiz để đảm bảo cuộc sống của họ không bị xáo trộn dù là một chút. Trong tương lai thì tất cả các anh em nghệ sĩ nào bên Mỹ được mời sẽ về Việt Nam hết thôi, trừ những trường hợp nhạy cảm. Ở Việt Nam khán giả quá nhiều, gần 100 triệu dân. Mình là ca sĩ Việt Nam, về đó đương nhiên có nhiều show. Ở Mỹ không có khán giả nhiều như vậy, chỉ có những sòng bài thôi. Và chỉ hát vào cuối tuần, một năm có vài ngày lễ thì được hát thêm. Ở Việt Nam thì mình có thể hát hàng ngày, một tuần thì hát năm 6 ngày luôn. Anh nói về khán giả Việt Nam. Mình mới về nước lúc nào cũng cảm thấy hiếu kỳ. Người nào cũng vậy. Ca sĩ Việt Nam thích ra nước ngoài biểu diễn hơn vì họ thấy mới. Có nhiều cái lạ nên thú vị. Nhiều người nói, tôi không thích đi tỉnh thì không phải. Tôi luôn ao ước tận ngày hôm nay vẫn chưa thỏa lòng vì vấn đề giá vé nghe nhạc tại Việt Nam hơi thấp. Nên các bầu sâu khó có thể mướn xa cho ca sĩ cùng ban nhạc diễn ở các tỉnh xa. Không đủ điều kiện cho ban nhạc hát live, tôi không tham gia được tôi chỉ diễn vòng vòng sài gòn hà nội cao lắm là hải phòng đà nẵng còn miền tây miền trung tây nguyên tôi ao ước đi diễn hết đi xuyên việt sẽ càng vui hơn giấc mơ này tới giờ chưa thực hiện được trương vũ tâm sự trả lời câu hỏi nhiều năm trên sân khấu anh vẫn trung thành với một kiểu tạo hình như vậy anh không sợ khán giả nhàm chán sao trương vũ hài hước tôi biết mình xấu mà tôi là trai xấu giờ làm cái gì cũng không đẹp được kể cả những người bên mỹ hỏi Ủa sao tôi không đi chụp hình mới Tôi nói lấy hình cũ người ta mới biết Chứ đưa hình mới người ta tưởng người khác Tại vì mình xấu tự nhiên nên không dám đòi hỏi Tự nhiên đi làm cái này cái kia Hay đổi kiểu tóc lại càng xấu nữa Thôi tôi để vậy luôn cho xấu tự nhiên Cuộc sống khổ cực khi mới đến Mỹ của danh ca Trường Vũ trong một live show mới của mình, Trường Vũ kể thời điểm mới sang Mỹ vào năm 20 tuổi, anh không có gì trong tay nên phải nhờ bạn giới thiệu vào làm trong nhà hàng. Tôi phải làm phụ bếp, rửa chén, lau dọn nhà, làm hết mọi việc và một tháng được vài trăm đô. Ở Việt Nam hay gọi đùa công việc của tôi là kỹ sư lái dĩa bay. Tôi làm đủ thứ, cái gì người ta cần sau bếp là tôi làm hết, chỉ có điều không được vào trong bếp để nấu. Thời ấy tôi không có xe nên người bạn đó phải chờ tôi đi làm mỗi ngày. Tôi làm từ 5 giờ sáng tới 10 giờ tối muộn mới được về sáng tôi đến để dọn dẹp và tham gia chuẩn bị đồ ăn sáng ăn trưa cho khách hàng chưa đến nhà hàng đóng cửa nghỉ ngơi anh nói cũng theo nam ca sĩ, trong thời gian nhà hàng nghỉ trưa từ 14 giờ 30 đến 17 giờ, anh tranh thủ làm thêm lợp tôn, làm mái nhà, cắt đồ cho nhà máy vét. Sau một thời gian, trường Vũ xin đi nơi khác làm vì công việc lúc đó quá vất vả. Rồi anh chuyển sang làm cho một nhà hàng người Hoa tại Mỹ và dành dụng được tiền mua ô tô. Khách đến nhà hàng hay ăn món đặc trưng là lẩu thối và ám vào quần áo rất lâu. Tôi phải mua loại xà bông đắt tiền nhất của Pháp, thơm nồng lên về tắm sạch sẽ, mà mùi vẫn bám vào người không thể tẩy sạch. Sau đó khi tôi ra đường và trong xe buýt, những người ngồi cạnh tôi chạy hết, không ai dám ở gần. Ban đầu tôi không biết, về sau mới nhận ra do mùi thối đó. Sau tôi biết ý, cứ lên xe buýt là xuống ghế cuối cùng ngồi. Tôi làm ở đó được hơn 5 tháng thì mua được một chiếc ô tô cùi. Tôi còn nhớ đó là chiếc Toyota 79. Mua được xe, tôi bỏ đi xe buýt và cũng xin nghỉ việc luôn vì quá vất vả. Anh cho biết. Mặc dù gánh nặng cơm áo gạo tiền khi ấy khiến cuộc sống của anh luôn bận rộn nhưng đam mê ca hát chưa bao giờ ngừng chảy trong người bởi anh thường mở lại các băng đĩa của Duy Khánh Chế Linh để nghe và học hỏi, nuôi dưỡng sở thích thậm chí vì niềm đam mê ca hát quá lớn nên nam ca sĩ bỏ học phổ thông mặc dù đã đăng ký trước đó. Một lần tình cờ khi Trường Vũ đang ngân nga hát một đoạn nhạc thì ca sĩ Trung Tử Lưu nghe được mời anh về cộng tác với hai trung tâm ca nhạc lớn. Mặc dù ban đầu việc thu âm khá khó khăn vì nam ca sĩ nói giọng chiều châu và tiếng Quảng Đông nên anh hát tiếng Việt không sõi. Đổi lại nam ca sĩ nhận được sự động viên của bạn gái là anh Thư và sự giúp đỡ của ca sĩ Duy Khánh. Rồi được danh ca chế Linh nhận làm học trò nên những khó khăn ban đầu nhanh chóng được đẩy lùi. Sau đó Trường Vũ được nhiều trung tâm ca nhạc mời cộng tác và thành công nhất ở sân khấu Thúy Nga Paris by Night, đặc biệt là sự kết hợp ăn ý với danh ca Như Quỳnh. Trường Vũ sinh năm 63 tại huyện Vĩnh Châu, Bạc Liêu, tại một ấp nghèo toàn người gốc Hoa. Anh là con thứ năm trong gia đình có 6 người con gốc Triều Châu, Quảng Đông, Trung Quốc, đã sang lập nghiệp tại Việt Nam từ nhiều đời trước. Năm 83 anh rời quê hương và đến năm 84 định cư tại Los Angeles, Mỹ. Đến tháng 7 năm 2010, Trường Vũ lần đầu trở về Việt Nam để tham gia biểu diễn tại một chương trình từ thiện lớn. Từ giữa năm 2016, anh về nước nhiều hơn, nhận lời làm giám khảo một số chương trình truyền hình và biểu diễn tại các thành phố lớn. Trường Vũ được biết đến là một ca sĩ nói tiếng Việt không thạo, nhưng bằng tình yêu âm nhạc cháy bỏng và sự lao động nghệ thuật hết mình, anh đã khẳng định mình là một tên tuổi được đông đảo người Việt yêu mến. Trường Vũ được đánh giá là giọng ca đặc biệt với dòng nhạc trữ tình quê hương, với nhiều nhạc phẩm bất hủ như đám cưới nghèo, nghèo mà có tình, xa người mình yêu, người đến từ Triều Châu, thành phố buồn, không giờ rồi, vân vân.